Giờ bạn em ta học chủ đề 7, biên tập kênh âm thanh sách giáo khoa trang 34. Hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức. Thì với Photo Story Window, em có thể thêm nhạc nền vào trong sản phẩm của mình bằng cách sử dụng chức năng Create Music nha. Và để tạo nhạc nền ảnh thì chúng ta có một hộp thoại tại background, nhấp chuột phải và chọn vào Create Music. Thì ở đây thì nó có hoạt động hỏi như sau, là có thể là chọn thể loại nhạc, chúng ta có thể chọn tất cả luôn ha. Thì chọn phong cách nhạc hoặc là chọn bất kỳ phong cách nhạc nào, ví dụ chọn nhạc cổ điển, chọn dàn nhạc, chọn điệu nhạc, chọn nhanh nhịp điệu và kéo thanh về nhanh hoặc chậm ha. Chọn độ mạnh thấp, bình thường hay cao ha. Sau đó chúng ta nhấp chuột vào play để nghe. Thì đây, sau khi chúng ta đã được thêm vào thì trên thanh dây chuyền ảnh sẽ xuất hiện một khung màu xanh này ha, hay à. Đó, các bạn nhìn hình bên dưới à. Tiếp theo hoạt động 2, trải nghiệm tại màn hình đẹp background, thì chúng ta nhấp chuột chọn ảnh đầu tiên, sau đó nhấp chọn vào select music. Thì ở đây là các bạn chọn nhạc đã có sẵn trên máy tính ha. Rồi tí nữa phần này thì nhận trong phần thực hành sao. Hoạt động 3, thực hành à. Ở đây chúng ta sẽ dùng chức năng tạo nhạc nền Create Music để tạo nhạc nền cho hình ảnh. Thì bài này thầy sẽ hướng dẫn trong phần thực hành. Hoạt động 4, có thể biết khi tạo hoặc thêm nhạc nền cho ảnh, em có thể xóa nhạc bằng cách là nhấp chuột vào Delete Music ha. Chúng ta bước phân sang phần thực hành ha. Thì các bạn lưu ý bạn chọn vào Create Music. Về music thì ở đây nó hẹn rồi, đây là chọn thể loại nhạc ha, mình chọn là classic hay là gì đó. Tiếp theo là phong cách ha, hiện bất kỳ là các bạn có thể chọn phong cách cổ điển là classic này, phong cách cổ điển, hoặc là chọn dàn nhạc thì ở đây chọn piano chẳng hạn. Rồi tiếp theo là các bạn chọn vào là kéo thanh blast nhanh hay chậm, nhanh hay nhanh hoặc chậm. Thì nhanh chúng ta kéo lên, chậm thì chúng ta có thể kéo xuống ha. Ngoài ra thì còn là chế độ nhạc là thấp, bình thường hay cao, thì mình chọn bình thường. Sau khi xong thì các bạn có thể nhấn vào là play để nghe thử ha. Hoặc là sau mình thấy đoạn hoàn chỉnh mình nhấn vào ok ha. Thì ngoài ra mình còn có một cái khác mà muốn để xóa cái đoạn nhạc mình vừa làm, thì vào là Delete Music ha. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn nhạc trong máy tính chúng ta, thì chúng ta chọn vào Select Music ha. Thì ở đây nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ, thì ở đây thầy có một đoạn nhạc ở trong folder Music này, chúng ta chọn và nhấn vào Open ha. Thì sau khi chọn thì nó sẽ có ở đây. Rồi, cái này ha. Rồi sau khi bạn nào làm xong mình có thể review để nghe thử. Rồi bài thực hành thầy nó snap.